Hey, xin chào các bạn, hôm nay mình xin đến các bạn một video. Hôm nay mình sẽ ăn gì đây? Đây vẫn là một tiết mục chính của chúng ta, đó chính là cơm nha các bạn. Hôm nay mình ăn hơi trễ, hôm nay trời hơi bị mưa, ăn hơi trễ, đó để mình có một số công chuyện. Thì hôm nay thực đơn rất là đơn giản thôi, đây là bạn thịt heo các bạn. Thịt heo thì vào những thời điểm trước á, thì nó không có nhiều tiền, cho vào thời điểm này thì nó mắc kinh khủng luôn nha các bạn. Như đây là 40 ngàn ha em? 40 ngàn hay gầu không? Bạn thấy không? Đó, như đây có 40 ngàn luôn các bạn. Bởi vì bây giờ mà ai ăn thịt heo mà cỡ đầy cái nồi này là dạng mà đại gia đó, nó 180 một ký, rất là mắc nha bạn. Rồi bên đây là canh đi đào với lại tép không tép, mình đâm ra lấy nước nấu cho nó ngọt. Bởi vì bạn thấy nó bọt nó nổi nè đó. Quá trời ngon luôn các bạn, thơm nóng hổi, thơm với nước ngọt em ha. Ai nấu cũng vậy đó. Đây trứng, hai trứng gà so, tại hôm bữa mua về kho nè, bữa làm gà kho tàu chục trứng xong còn dư nè, nay luộc ăn luôn. Rồi có lý ha, trứng gà so nó nhỏ ha, trứng cút vậy nè đó. Rồi thôi giờ chồng mình ăn cơm đây, đây cho các bạn chiêm ngưỡng lại, không có bài trí, không có lẽ ra là muốn cái này ra dĩa nè, cái này ra tô nè, nhưng mà mình ăn thích thời vậy luôn. Vô mình ăn hơi tụi mình ăn hơi trễ các bạn, rồi với lại thôi vô xài vô ăn luôn, tại mình đây là bữa cơm trưa của mình mà lúc này gần 3:30 rồi các bạn, cũng hơi trễ các bạn ơi. Nói chung là cái mùa mà hậu Covid này á, nói chung là làm ăn kinh tế nó khó khăn lắm đó. Rồi bây giờ mình mua cái nồi thịt heo như thế này nè, là mình thấy cũng càng ngày là càng khó khăn hơn, không biết giá thịt thì đâu nó cao quá là cao các bạn ơi. Thịt heo là một trong những cái món chủ lực mà quá cao, bởi cũng khá là buồn khi mà giá nó cao vậy, rồi mình không biết có tiền không mình ăn cá gà vịt. Nhưng mà tại vì bữa giờ ăn mấy kia ngán rồi, nay đổi món qua thịt chứ lâu quá rồi cũng không ăn thịt, tại thấy nó mắc. Mắc quá, nhiều khi mình bỏ cái thịt đơn mà mình chuyển qua cái món vip hơn cái món thịt đó các bạn, mình chuyển qua món chay các bạn, thấy ghê không, 5.000 10.000 bịch thì bị căng hay này nọ đó. Thì mấy bữa đó mình có ăn mà mình chưa quay cho bạn xem, để bữa nào mình quay cho bạn xem. Rồi thôi xin chào các bạn nha, nhân tiện nút cơm canh còn nóng mình ăn đây, bye bye các bạn.